15 ES ha, cửa 18 tới trước làm chị nhắn vô sớm chị. Cái này nó đậy lại được nè. Sao thế? Trong khi mình đi chờ đợi mòn mỏi, bạn ấy đứng chụp hình. Chụp hình tàn nhà này để các bạn. Xin chào mừng các bạn đã đến. Đến đâu? For Canning Park. Yay. Một địa điểm vui chơi lý tưởng mà lại còn rẻ nữa, chỉ có điều hơi mỏi chân. Đi đi, chờ thử đi. Can we? I don't know. I don't think we can. I want to though. Mọi người ơi, trong một khu công viên mà đáng lẽ ra người ta nên leo bộ, Singapore nó lắp cả một cái thang cuốn để những người lười như chúng ta có thể được đi mà không mệt mỏi. We can take a bath here. Nó là một cái cành. Nó là một cành. Xong nó đâm xuống thành đi lạ. Yeah. What? What a big tree. Nhưng mà thường thường ma nó hay đứng trong đó. Shut up. Các bạn ơi, sau một tiếng đồng hồ đi tìm cái Spiral staircase thì mình đã tìm thấy rồi. Yay. Thank you.
gì mà xấu. Bên đây mọi người đang có phun phạt gì đó. Mệt quá. Tụi mình đã từ ở trên đó. Cái hộp có thể đi thẳng. Yeah. Yes. Leo lên. Like hell. Well, we don't know what we don't know. Đi Singapore Zoo. Tụi mình đang hồi phục dần sau một chuyến shuttle bus quá ư là mệt mỏi. Tụi mình đã mua vé trước rồi nên bây giờ chỉ đi đổi thôi. Xin chào các bạn, mình đang ở khu Otter nhưng chúng mình đã thấy một con Right.
mình đã tìm được cái áo spirit của mình, nhưng mà nó không có cái